hoàn toàn có thể xử lý được. Ôi, dọn bàn rồi. Ok, bên ngoài có 5. Ít 7. Ok. Rồi, ok, hết hình rồi. 8 hơi thẳng, trô thẳng về. Không, cú lê rồi, cú lê, cú lê. Ok. Và 1-0 dành cho Nguyễn Anh Tuấn. Một khởi đầu khá là thuận lợi dành cho Tuấn Con. Ok. Ok, một cú phá chưa được tốt lắm khi mà con một chưa chết. Ui. Mình vừa không hiểu là Tuấn Con định làm gì trong cú đánh đấy, có vẻ là đánh trượt. Ui, hay quá. Ok, va chạm không được ra sau đít 3. Rồi. Tuột rồi. Ok, vẫn đùi. Mình chưa nhìn thấy có một cái tình huống gì ở đây dành cho Thiện Lương. Rồi, ok, tiếp tục. Ok, tốt. Đường bi. Ok. Ok, rất hay luôn. Một lần thi đấu ở trên cái bàn này rồi, có vẻ như anh. Ok, hay rồi. Đẩy lên này đánh 8 lỗ tít. À không, lỗ 10 rồi. Lỗ 10 đẩy lên là thẳng tắp rồi. Con bi này, con bi lỗ 10 rồi. Không, hình như là ngắm lỗ tít. Ok, ngủ lỗ tít. Vẫn là ok thôi. Ok, giữ hộp rồi. Và tỷ số sẽ là 1-1 dành cho Thiện Lương. Một sai lầm từ cú A Băng của Tuấn Con đã cái xác suất ra hình rất là cao. Như cái Perry Challenge lần trước đó, một cú phá lại ra hình rồi. Quay. Rồi đẩy nhẹ lấy 3 người thì 5. Rồi, rất mềm mại, không có. Rồi và cài một chút áp phê còng. Đẩy lên để lấy má. Rồi ok. Lấy má ba băng thẳng về. Chuẩn luôn. Rồi ok. Đẹp nhất rồi. Thôi. Cơ hội để có thể lên 2-1. Rồi ok. Và 2-1 dành cho anh. Thì mình thấy cái thể thức phá này nó rất là khó. Khó để có thể kiểm soát con cái. Nhưng mà các bạn nhìn xem. Cái cách mà anh phá nó luôn luôn như thế này. Cái tỷ lệ ra hình nó rất là cao ấy. Ui. Rồi một pha đẩy để có thể lấy má tiếp theo dành cho con Thuận. Cái dựng thẳng chuẩn luôn. Đẩy áp phê Thuận để mở má ngoài con bị 6. Thì đấy cho anh Thiện Lương rồi. Anh ấy quyết định kéo về để đánh lỗ 10 rồi. Một pha chỗ áp phê. Ui. Đó. Một cái lực rất là mềm. Rồi ok. Và 3-1 dành cho anh Thiện. Rồi ok. Cú phá với cầu tay mở. Rồi một lại chết lỗ 10 rồi. Ui rồi. Mình nghĩ là sẽ cài một chút áp phê cúp để điều. Ồ anh Thịnh là định. À quên, anh Thiện là định kê. Kê con 2 và con 4 rồi. Rồi cơ hội được nhớ lại cho anh Tuấn. Rồi, và chém thoát tay. Rồi ok. Hay rồi. Không còn gì để chơi rồi. Rất là mở rồi. Rất là mở. Rồi ok, một pha trô về. Ui, táng hẳn sang ạ. Ok, hết hình rồi. Đẩy lên một chút, lấy má dưới. Ok, hay. Và là 2-3. Rồi ok, lại một lần nữa không thành công. Ép được một và lỗ 10 nhưng mà đã có một chút may mắn, nó không phải là quá khó. Ui, vừa nói xong. Xịt áp phê chăng? Ui, chạy đạn rồi các bạn ạ. Ui, quá hay. Trời ơi. Chạy đạn này quá tuyệt vời luôn. Ok, xem anh Nhận Lương sẽ xử lý thế nào trong cái tình huống bi ở đây. Phá luôn. Để xem kỹ thuật của anh ấy như thế nào. Cú lê áp phê. Ui. Ui rồi 8. Ok đẹp rồi. Ok.
Rồi ok, má ngoài chuẩn luôn. Một pha cú lê áp phê, ba cú lê áp phê. Hai. Đánh 9 lỗ 10. Đánh 9 lỗ 10 rồi. Ok. Côn quá hay đến từ anh Thiện. Rồi. Quá xứng đáng. 4-2. Perry challenge rồi. Ok, một tiếp tục là lỗ 10 và ủi cơ hội đến với anh Tuấn rồi. Một cú rất là gần lỗ rồi. À đâu? Đấy là con B3. Ôi sorry các bạn. Đấy là B3. Thế thì B này là hết rồi. Đẩy lên thì đánh 4 lỗ 10. Ok. Hay đẩy lên nhỉ? Ôi hay quá. Ui hay quá. Pha căn độc. Ui táng ra luôn mà. Rồi hết hình. Hay. Chuẩn hai băng rồi. Rồi. Một lỗ 10. Vẫn tiếp tục là không được. Nếu mà cứ theo cái đà như này anh Tuấn còn không phá được, nhường lại cho anh Thiện. Ê, hình lại mở rồi. Phá mặt. Rồi. Phá tâm. Vô cùng là thuận lợi. Hai. Khó bắn trượt lắm. Rồi ok. Đẹp rồi. Hai. Đó, như các bạn đã nhìn thấy, con một của anh Thiện Lương luôn luôn ra chạy đạn, bởi vì con ba cái cũng khó. Một hình bi khá là khó chịu. Ba này nguyên đường không nhỉ? Khó lắm các bạn ạ. Ui. Ui, một pha thủ hai. Tuấn vào đánh toàn thấy A băng thôi. Chưa thấy ăn bi một tí nào. Ui. Suýt nữa được các bạn ạ. Khó một chút. Rồi chạy đạn rồi. Sau đít 4. Đẹp. Rồi lại là anh Tuấn. Và tiếp đẩy sau đít 8. Ui chém luôn ạ. Ui nó là dã man luôn các bạn ạ. Bây giờ tiếp tục là đến con 5. Có vẻ 5 còn nguyên đường. Nguyên đường à. Ui nguyên đường các bạn ạ. Rồi, nhưng mà không sao, quá chính xác rồi. Ui. Rồi ok. Ok. Ok, đẩy lên. Hai băng áp phê ra. Rồi, và ok. Một, đó các bạn có thể nhìn thấy. Một luôn luôn là ở lỗ giữa. Rồi, con hai có hơi có chút. Ui. Ui, lỗi mất rồi. Nó hơi khoảng cách nó quá là gần. Rồi, và cơ hội. Nắm bắt cơ hội rất là tốt. Tuấn sẽ chắc chắn là sẽ chớp lấy cơ hội này để có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 2 ván. Lên để có thể đánh. Ok, đẹp nhất rồi. Rồi, và là 4-6 dành cho Tuấn Con. Ui. Oh my god. Và à, 7-4, rút về. Lấy má ngoài con 6, đẩy một băng ra tầm giữa bàn. Thật sự đáng tiếc cho anh Tuấn khi đã có cơ hội được phá, nhưng mà anh Tuấn đang thế rồi. Bình thường mình thấy anh Tuấn huống. Quá hay. Nắm lấy cơ hội rất là tốt. Rồi ok. Vâng, là một cú phá rất tốt của Thiện Lương rồi. Vâng, tuy nhiên là Thiện Lương đã đánh nhảy bi số 2 hơi mỏng rồi. Có may không?
Vâng, thưa bạn, Hưng Chương là giải này là trận, đây chỉ là một trận nhân là mình có thể đến xem được bạn nhé. Địa chỉ thì mời các bạn Arena ở Bạch Đằng bạn nhé. Dạ thưa bạn Thắng Bùi là ở đây. Vâng, thưa các bạn là một cú phá rất tốt, một cú phá là chuyện bình thường. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì đánh một băng ngắn thôi. À, thưa các bạn là vâng, một quyết định rất vâng. Ôi, một cú đánh có thể nói là số ít hơn. Tân Phạm nói đó là cú đánh rất là ẩu. Vâng, là một cú phá đưa bi số 1 vào lỗ góc bên phải. Cái mỏng bi số 2. Cái ra lắp đít bi số 3 rồi. Vâng, ván bàn và vẫn tính 3 bi về bếp các bạn nhé. Chúng ta đều biết là luật của Matchroom là cú phá từ bếp mạnh ạ. Thì đó là một cái yếu tố mà Matchroom yêu cầu đối với các cơ thủ. Thì trong khuôn khổ trận đấu ngày hôm nay nhé. Tuấn Con đã tận dụng thành công cú phá không hợp lệ của một trận đấu vẫn đang rất là... Vâng, Tuấn Con phá ở ván bi số 15 và cú phá không tốt. Lại cú phá không mạnh. Cơ hội cho Thiện Lương rồi. Độ của Tuấn Con nó hơi bị vội vàng một chút. Kể cả xem những tình huống bi đáng tiếc. Vâng, thưa bạn, nó cũng là race 9 rồi. Đánh tập trung cao độ trong một khoảng thời gian dài. Còn thưa bạn, Trung Phan 21 thì sắp tới giải Matchroom thì họ sẽ có ekip của họ và có... Vâng, thưa các bạn, tỷ số là... Vâng, Thiện vừa thực hiện cú phá ở ván đấu thứ 16. Ăn bi số 12 rồi. Một pha xử lý lỗi của Thiện Lương. Cú đánh rất dứt khoát của Tuấn, một lần nữa rút ngắn tỷ số xuống còn 7-9. Peripu Arena bàn rất khó, rất là khó đánh ấy. Nỉ là dày, nỉ Simonis là nỉ rất là dày, cho nên là cái khi mà đánh phê và đánh cu lê ấy, thì cái sự cong bi của cú đánh nó sẽ nhiều hơn những cái vải bình thường, những cái nỉ bình thường, cho nên là sự chính, độ chính xác sẽ bị giảm đi. Thưa bạn, Captain T, bàn Diamond là bàn Perry Puarena lắp từ đầu bạn nhé, chứ không phải là mới lắp. Cần phải thêm một chút lực nữa bi kiếm bạn nhé. Vâng, như vậy là không đủ góc để có thể đánh ra và vâng, một chút phê còng và vâng, hết tay. Vâng, cú phá bi tốt. Bi số 1 lại một lần nữa đưa vào lỗ giữa bên phải. Tuy nhiên là chúng ta cùng xem là bi số 2 này còn đường hay không. Đang bị chắn bởi bi số 3. Vâng, bi số 2 bị chắn bởi bi số 3 rồi. Sẽ là một cú cộng bi hay là một cú chạy đạn của Thiện Lương đây.
vẻ như là Thiện Lương vẫn có thể chém được bi số 2 này về phía lỗ góc. Không, không được, không được, không được. Quá mỏng rồi. Cú đánh vừa rồi ngoài việc là đánh bi số 2 vào 1 ly vào lỗ góc bên dưới, bên trái phía dưới, thì còn phải đủ lực để bi cái đi 3 băng về nữa. Rất khó. Cơ hội dành cho Tuấn Con, và chúng ta thấy, có thể thấy là Tuấn Con vào bàn luôn. Rất nhanh. Và lại trượt rồi. Còn thật sự thì tôi thấy là cái nhịp độ của Tuấn Con có vấn đề. Anh đang đánh quá nhanh. Những cái tình huống mà cần xem xét thêm một chút. Bi như bi số 2 vừa rồi là bi mở khóa rất là quan trọng. Và chỉ cần ăn thôi thì cả ván bi sẽ mở. Và cơ hội giành lại một điểm là rõ ràng. Tuy nhiên là Tuấn Con lại vào bộ rất nhanh và đánh trượt. Đưa tới các bạn trong khuôn khổ của Perry Pool Open cũng như là vòng loại của họ. Đi của Tuấn Con thì Thiện Lương lại có cơ hội dọn bàn rồi. Thiện Lương đang đúng là như cả những cái ván bi mà anh phá không tốt. Vâng, thưa bạn Thái Quốc, Hoàng Sao thì ở trong Sài Gòn. Thiện Lương liên tiếp ghi điểm ở những cái ván đấu giành giật. Phan ạ, mình xin vâng, Thiện Lương vừa thực hiện một cú phá với con đường. Rồi. Thì cái sẽ làm tính mang tính bản lề và thay đổi cục diện của trận đấu. Rồi, một chấm cho Thiện Lương. Và rồi, cú phá của Thiện Lương ở ván đấu thứ 20. Tỷ số là 10, đánh vét 2 băng rồi. Một băng luôn thưa bạn. Vâng, cú đánh trô một băng của Thiện Lương bi đi rất cong. Vận động viên và ban tổ chức của Thiện Lương, đây là một cái trận đánh phá break box và không tính trô luôn. À, cú lên. Vâng bạn. Vâng, xin kỹ thuật phía trên. Vâng, tỷ số. Vâng, một cú phá tương đối tốt ạ. Vâng ạ, một cú nhảy rất tốt, rất xuất sắc. Để chúng ta đang được xem lại góc cam từ trên cao cú nhảy của Thiện Lương. Rất chính xác ạ. Con bi sẽ lại là một chấm cho Thiện. Vâng, còn xòe hẳn một băng lên. Sẽ là điểm số thứ 15 dành cho Lương Đức Thiện. Tôi nghĩ sẽ là một cú thấp đầu gậy. Vâng, trô thẳng về luôn. Nhịp thi đấu, nhịp độ thi đấu vô cùng chắc chắn. Xòe ngang ra luôn ạ. Vâng, đưa trận ngoài phong là cái những cái trận thi đấu đường dài. Cú phá tiếp theo là Đức Thiện. Vẫn là một cú phá tốt. Vâng ạ, nhưng mà bây giờ cần một chút khéo léo. Vâng ạ, một lần nữa thì cơ hội lại quay trở lại. Vâng ạ, vậy tỷ số được nâng lên 7 cho cầu thủ Tuấn Con.
Vâng, một đã rơi. Vâng, một tình huống tấn công luôn ạ. Và đã ăn được cho mình con bi số 7. Vâng. Và cái sự xử lý tình huống sẽ là cái sự. Lấy má rất chi tiết. Gậy của Thiện Lương thì loanh quanh đâu đó khoảng tầm 60 triệu bạn nhé. Rồi, điểm số thứ 10. Rồi, chúng ta cùng chờ xem. Vẫn là một cú phá tốt, luôn luôn ép chết được con một vào lỗ giữa. Rất chính xác ạ. Thẳng tắp. Sẽ đẩy một băng hay là bấm xòe ra. Vâng. Đẩy hẳn một băng. Thậm chí là hai băng. Con 7 này thì má nào. Dành cho Lương Đức Thiện. Còn bi cái ở đấy và vẫn là cú phá của Lương Đức Thiện. Vẫn cứ là chết bi 1. Thậm chí cuối giáp hòa. Rồi, tốt rồi ạ. Ui. Chúng ta cùng xem con 7 nó đi đâu. Có may mắn không? Khi mà con 7 nó lắc hai mom. Nó lại chạy ra. Rồi ạ, chém một con bi rất mềm tay. Vâng ạ, vậy là điểm số thứ. Rồi ạ, chúng ta cùng đến với lượt phá của Nguyễn Anh Tuấn. Vẫn chưa ăn cho được, vẫn chưa ăn cho mình được con 1 vào lỗ giữa. Vâng, vậy là con bi số 2 đã rơi. Vâng, vẫn quyết định sút tê. Nhưng mà 4 thì bay ra khỏi. Thiện có thể đi nốt chấm. Hơi bị sát băng một chút. Rồi ạ, xin cho Lương Đức Thiện. Mà chúng ta đã được thấy rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Vẫn y nguyên như vậy. Vâng, vậy là vẫn nguyên đường. Có thể ăn con 2 vào lỗ 10. Hơi đen cho Lương Đức Tú sút tê cân không? Vâng ạ. Đúng như tôi nói, đó là một cú sút tê cân. Quá hay, quá xuất sắc. Cái ra nằm đẹp luôn. Cứ phá, chết một. Một con bi chém mỏng và anh Tuấn cần phải chắt chiêu. Vâng, tốt rồi ạ. Vâng, một cú đẩy rất thoát tay. Trở về một chút là được. Vâng. Giữa Nguyễn Anh Tuấn và Lương Đức Thiện. Và 8 giờ tối nay thì chúng ta sẽ được chứng kiến trận thi đấu của Bùi Trường An và Nguyễn Anh Tuấn. Fanpage của Perry hoặc là fanpage của Vietnam Billiard Promotion. Xòe cái ra và ăn con 4 ở lỗ tít góc. Vâng, vậy là còn nguyên đường cho con 4 ở lỗ làm rất tốt.
sẽ là một cú cu lê và chấp nhận bắn. Vâng ạ, giữa hòm. Rồi, điểm số tiếp theo, điểm số thứ 20 dành cho Lương Đức Thiện. Anh rồi, cú phá của Lương Đức Thiện. Vâng. Vâng, sẽ là một tình huống chạy đạn rồi. Số 4. Đó là cái yếu tố then chốt khi mà hai cơ thủ hàng đầu thi đấu với nhau. Chấp nhận bắn đường xa. Vâng, rất tốt ạ. Xác. Và sẽ là điểm số thứ 10 của Nguyễn Anh Tuấn. Rơi xuống lỗ. Sự kiện lần này thì chưa có sự góp mặt của cơ thủ Hoàng Sao Thiện Vũ ạ. Billard Promotion, Việt Nam Billard Promotion và fanpage của Perry Pool Arena. Vâng ạ, vậy là chiến thắng đã dành cho Lương Đức Thiện của chúng ta. Hai cơ thủ đã bắt tay nhau rồi. Trong một buổi thi đấu mà anh Tuấn Con không đạt được phong độ tốt nhất, chúng ta hãy chờ đợi màn thể hiện.